Đối với những thế hệ 6X, 7X như chúng tôi thì cái ký ức về Trung Thu thì nó đặc biệt, nó cực kỳ đặc biệt. Ngày xưa tôi vẫn còn nhớ là bao giờ cho đến Trung Thu, trái hồng, trái bưởi, đánh đu trăng rằm. Một cái thời kỳ gian khó, đồ chơi thì rất là ít. Đến cách Trung Thu khoảng một tháng thì đã bảo nhau là cả bạn trai, bạn gái là bảo nhau là tích cóp lại hạt bưởi lại để coi là bóc ra trắng nõn nha, sâu bằng cái dây thép. Thế xong rồi phơi cho nó khô để đến đêm Trung Thu là sẽ mang ra đốt. Trung Thu thì trước đấy khoảng một tháng thì chợ Hàng Mã đã họp rồi. Và chúng tôi là gần như ngày nào cũng có mặt. Cứ ăn cơm xong tối đến là đám trẻ con, có con trai, con gái có rủ nhau ra. Bởi vì nhà tôi ở gần ngay đấy mà. Ra đi chơi Hàng Mã. Mà thực ra là chỉ để đi xem thôi. Chứ còn đúng ra là không có tiền để mua. Cái thời kỳ bao cấp nó khó khăn quá. Ra ngoài đấy nhìn thích lắm. Màu sắc đủ các loại màu sắc, mặc dù rằng là cái đồ chơi nó rất là đơn giản, nó chỉ là đồ chơi của các nghệ nhân của Hà Nội, họ tự làm, các làng nghề họ làm, họ mang đến họ bán. Cái phố Trung Thu Hàng Mã thì ấn tượng nhất là cái tổ thủy bằng sắt, cái tổ thủy bằng sắt sơn và cái giỏ con thiên nga ấy, bằng bông. Đấy, cái giỏ đấy thì năm nào bố mẹ cũng mua cho một cái giỏ đấy và một cái đèn ông sư. Ngày xưa nó thiếu thốn lắm, thế đâm ra là cái gì cũng quý. 3-4 số nhà bên số chẵn là tập trung vào, đấy là làm một cái mâm cỗ, ai có cái gì mang đến góp, quả bưởi này, có hồng này, có bánh nướng, bánh dẻo và có một cái đầu sư tử để chính giữa đấy. Ngày xưa khó khăn, thế là cứ góp mỗi người một quả bưởi mang đến, làm một con chó bông to đấy thì mất khoảng 3-4 quả. Đấy. Thế nên là vui lắm, trẻ con cả cái khu đấy là tập trung phá cỗ cùng nhau. Chính vì là nó thiếu thốn, cho nên là mọi cái đều quý. Trung Thu cái đồ chơi là chơi cùng nhau này, rồi cùng nhau chuẩn bị này, cho nên là nó vui lắm. Trung Thu của thiếu nhi nhưng nó cũng lại là cái mối gắn kết cộng đồng của cả người lớn nữa, chứ không chỉ riêng trẻ thơ đâu. Bởi vì là cái sự quan tâm của người lớn nó sẽ tạo nên một cái vui hơn nữa cho trẻ thơ.